Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho một người phụ nữ. Người phụ nữ này trước đây đã từng là một người thứ ba, nhưng mà họ không biết, bây giờ họ đã trở thành vợ của người đàn ông đó rồi. Cái câu chuyện nó đại loại, ngắn gọn, tôi xin tóm lược như thế này. Người phụ nữ này có quen với một người đàn ông trong cái tình trạng khi người đàn ông này chán vợ và muốn có ý định bỏ vợ. Trong cái lúc cô đơn thì anh ta có tìm lên một cái trang mạng nào đó. Thì cô và anh biết nhau. Thì trong cái lúc mà quen á, thì anh này anh giấu, anh không cho cô này biết rằng anh đang có gia đình. Thì khi mà cô biết là anh có vợ thì cô ngừng lại, cô ngưng hẳn. Thế nên là anh này sau khi mà anh giải quyết cái vấn đề ly hôn với vợ anh xong rồi á, thì anh bắt đầu tìm kiếm đến cô. Thì cô biết được cái vấn đề rõ ràng như vậy thì cô chấp nhận tình cảm của anh này sau một thời gian. Và họ đã kết hôn với nhau và đến bây giờ thì cô ở thành phố Hồ Chí Minh và anh thì ở quê. Anh về quê để anh gây dựng một cái gọi là cái khu vườn để trồng trọt. Rồi còn cô ở trên thành phố thì cô vẫn có công việc ở thành phố và con cô vẫn đang đi học ở trên thành phố. Thế nên là cỡ chừng một tuần hoặc hai tuần thì cô sẽ về thăm chồng. Thì tuy nhiên trong cuộc sống của cô thì cô và chồng của cô hợp ý với nhau, hòa hợp với nhau cũng chẳng có vấn đề gì khó khăn cả. Nhưng mà cô lại gặp phải một cái rào cản và cô cho rằng đó là một vấn đề mà cô đang vướng phải, chính là cái việc người vợ cũ. Khi mà người vợ cũ biết và nhìn thấy cái hoàn cảnh là người đàn ông này về quê ở một mình khi mà không có cái cô người thứ ba kia nữa, thì cô vợ này có vẻ như thường xuyên về thăm mẹ chồng, thường xuyên về thăm em bạn dâu, rồi cứ ở rất là lâu ngày ở nhà mẹ chồng á. Thì anh này anh có cái khu vườn thì anh cũng ở gần nhà mẹ ruột của anh, thì anh mua cái mảnh vườn nó gần nhà của mẹ anh. Thế này là anh đôi khi anh cảm thấy rất là bất tiện khi người phụ nữ đó cứ ở mãi ở nhà mẹ, hoặc là chơi quá lâu, hoặc là cô ấy lân la tiếp cận với những người gọi là những người bên chồng, thì anh tỏ vẻ khó chịu, khó để mà giao tiếp với người phụ nữ đó. Và anh cũng có nói chuyện cái vấn đề mà anh không thích ra đó với những người thân của anh. Thì tôi có nghe người phụ nữ này kể là như vậy, nhưng mà tôi cũng nói thật với chị rằng cái việc mà chồng chị ly hôn với người phụ nữ đó thì đó là vấn đề của hai người. Còn khi mà họ có con với chồng của chị thì con của họ vẫn là cháu nội, và họ vẫn là cái người mà có cái gọi là danh thế với cái gia đình cũ đó. Hôn nhân thì đã bứt bỏ nhưng mà họ vẫn còn liên đới với nhau bởi vì có những đứa cháu. Thì chị là khách của tôi, chị cũng có con với người đàn ông này. Chị bây giờ là người vợ hiện tại, còn người ta là vợ cũ. Người ta vẫn có quyền đi về thăm mẹ chồng cũ, hoặc là người ta về để cho con người ta gặp bà nội hoặc bà ngoại. Đó. Xin lỗi, bà nội chứ, bà nội của chúng. Thì trong cái chuyện này á, chồng của chị mà qua phàn nàn về cái việc là những người thân của anh ta lại gặp cô ta thường xuyên á, thì bản chất là chồng của chị không có quyền cấm mọi người ghét hoặc là không tiếp đón người vợ cũ của anh ta. Bởi vì đơn giản là anh ta và vợ cũ không gặp nhau là được rồi. Còn những người khác họ đâu có liên quan gì. Anh không ưa vợ của anh, nhưng tôi với cái chị đó thích nhau, tôi thích mời chị đó đến nhà chơi, tôi thích chị đó, chứ không phải là tôi gặp chị đó là chống lại anh. Cái vấn đề của anh với cái người vợ cũ là cái việc riêng của hai người, hai người tự giải quyết với nhau. Anh không thích gặp vợ cũ của anh đâu có nghĩa anh bắt mọi người đều không gặp vợ cũ của anh. Thì đây là cái vấn đề mà em muốn chia sẻ cùng với chị. Nếu chồng chị mà có làm điều này đi nữa thì chồng chị đang rất là vô lý và bất hợp lý. Vì người ta thích người vợ cũ đó, người ta mới nói chuyện, người ta mới gặp gỡ. Còn khi mà người ta không thích thì người ta không gặp gỡ. Còn chồng chị á, bây giờ hiện thời á, là chồng của chị, mà cái người phụ nữ kia, người ta không xem chị là đối thủ nha. Người ta không thèm nói chuyện với chị từ khi mà biết rằng chị là người thứ ba. Cho dù là chồng của người ta có nói rằng chị không biết, thì không biết hay không thì đó là những cái vấn đề mà họ giải quyết với chồng của họ, chứ họ không giải quyết với chị.
Chị là người phụ nữ mà chị cứ cảm giác như là chị tội nghiệp cho người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó cứ quay loay xoay, quay quay vòng vòng. Thì chị có nghe một cái video của tôi và chị nói rằng giống như một con lừa đi xung quanh cái cối cối xay. Cái con lừa đó tưởng rằng mình đi rất là nhiều, nhưng mà thực tế ra nó chỉ dẫm lên những cái dấu chân của nó. Giống như người phụ nữ này cứ tìm về với cái người chồng cũ này. Rồi nếu mà cô ta có một cuộc sống hạnh phúc hơn, cô ta được thoải mái về tình cảm, thì có lẽ chị có cái cảm giác nó bớt nặng nề hơn. Tôi hỏi là nếu mà chị có cảm giác nặng nề như vậy, có phải là chị có cảm giác tội lỗi không? Nếu chị không làm điều gì day dứt lương tâm á, thì chị sẽ không có cảm giác bị tội lỗi. Thứ nhất là tôi chia sẻ thẳng thắn với chị như sau. Cái người phụ nữ mà nóng giận, bất cần, khinh chồng và luôn ở cái thế bề trên, bề cao mà xem thường kẻ khác, thì người đó sẽ có những cái hệ lụy gọi là hậu quả hoặc là quả báo trong cái chuyện đó, bằng cái việc là gia đình họ không giữ được. Còn cái vấn đề mà chị là người thứ ba, nói thẳng và nói rõ hơn một cái điểm như sau. Nếu mà không có chị thì hai vợ chồng họ có hạnh phúc hay không? Nếu khi mà chị đã chọn cái cách rời bỏ cái cuộc tình đó mà anh đó và chị đó vẫn sống với nhau, mà chị cố tình quay lại phá, thì chị mới là cái người mắc kẹt trong vấn đề này. Còn tuy nhiên trong cái tình huống chị đã chấm dứt mà chồng của chị quyết tâm bỏ người phụ nữ kia để chọn chị, thì chứng tỏ là không có chị thì cái mối quan hệ đó đã vỡ. Nên chị không cần phải suy nghĩ nhiều. Nếu mà chị cảm thấy tội nghiệp, chị thương người phụ nữ đó, vậy tôi hỏi chị là chị có thể dâng chồng của chị cho người phụ nữ đó không? Chị không làm được điều đó thì chị đừng có nghĩ. Bởi vì chị chưa cao thượng để đến mức đó. Và chị lại còn suy dưỡng hoang tưởng đến một cái mức mà không thể tưởng tượng được. Tức là chị nghĩ rằng về già chị sẽ để cho hai người đó đến với nhau giống hệt như một ông hai chồng. Tôi mới hỏi chị này chứ, chị có biết chị sống được đến khi nào không mà chị sợ chị đến về già? Chị có chắc rằng chồng của chị ấy, sống lâu sống dài không? Và chị có chắc rằng hành động của chị làm như vậy có cần thiết cho chồng chị không? Và chị có chắc rằng chồng chị muốn quay về với vợ cũ không? Và chị có chắc rằng á, điều mà chị làm là cái điều mà họ cần không? Nhiều khi chị đang suy diễn về cái người phụ nữ kia, cũng như là chị đang áp đặt cái mong muốn của mình lên cái vấn đề của họ. Người ta về thăm mẹ chồng trong cái dịp con nó nghỉ hè, thì con nó nghỉ hè cả tháng, người phụ nữ đó dư tiền dư bạc thì người ta có thể ở đó nửa tuần. Còn cái người đàn ông kia qua thăm mẹ mình thì thăm chút thì về, ông có cái vườn đó, ông có cái nhà ở ngoài vườn mà, chứ đâu phải là vợ ông về rồi ông cảm thấy khó chịu. Ông khó chịu là khó là sao? Người ta về thăm mẹ của ông chứ đâu phải về thăm ông đâu mà ông khó chịu. Chỉ cần ông thấy bà đó về, ông bỏ đi là được rồi. Ông về với chị, hoặc là ông kêu chị về ở với ông ở mảnh vườn đó là được rồi. Chứ không có cần thiết phải khó chịu, phải tức giận khi mà vợ cũ dẫn con của họ về thăm người thân. Đấy là cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ là khi mà ly hôn rồi á, thì vẫn có những đứa cháu đi qua đi lại mà. Người ta tạo những cái sự liên hệ và mối liên hệ đó không bao giờ đứt, cho dù là chồng của chị và cái người vợ cũ đã ly hôn. Trong tình huống của chị nói chị thương và tội nghiệp cho họ, thì thật ra mà nói là chị không thể nào thay đổi và mong muốn những cái điều mà chị nghĩ đến một cái đối tượng mà người ta đã xem chị là tình địch. Nếu chị là người vợ, chị có yêu thích người thứ ba không? Chị có thông cảm cho người thứ ba không? Vẫn có những người như vậy nhé. Vẫn có những người thấy rằng người thứ ba và chồng của họ đến với nhau là hợp. Chứ chính bản thân họ ở với chồng họ thì họ không phải là một cái đối tượng phù hợp với chồng. Thế nên là họ buông tay và họ rời bỏ khỏi cái cuộc hôn nhân đó một cách rất là nhẹ nhàng. Họ không có nghĩ nặng và họ không thù ghét, họ không tức giận, mà họ cũng thấy rằng họ chỉ buồn cho cái số phận của họ thôi. Tuy nhiên họ không có một lời oán trách nào hết. Trong tình huống của chị là cái người mà tâm lành, chứ không phải là người xấu tánh. Nhưng mà những cái vấn đề chị nghĩ là nó hoang tưởng. Bởi vì chị làm điều đó chồng chị có thích không? Chị làm như chị có cái quyền mà ban phát cho ông đó. Tôi đặt cho chị một vấn đề nha. Người đàn ông đó khi mà anh ta ly thân với vợ, anh ta đã yêu chị, anh ta đã đến với chị và anh ta nói dối với chị rằng anh ta đã bỏ vợ, hoặc là anh ta như thế nào ABCD. Cái điều đó vợ họ có cho phép không? Vợ của họ không cho phép mà họ vẫn làm. Vậy thì khi mà anh ta muốn quay trở về với vợ cũ á, chị không cần cho phép anh ta cũng làm. Thế nên là chị đừng có tỏ vẻ như mình có cái quyền năng là tôi về già tôi tính là tôi sẽ cho chồng tôi đi lại với cái người phụ nữ đó để cho người phụ nữ đó bớt tội nghiệp. Chấp nhận cái cảnh hai bà một ông. Ủa cái vấn đề đó chị quyết định được sao? Khi mà người ta muốn
thì người ta chọn cái người người ta quen. Chồng chị tại sao phải quay về với một cái bà già nhão nhăn mà khó tánh, khó ưa như vậy? Và bây giờ ông hết cảm xúc với người đàn bà đó rồi, thì người đàn bà đó quay trở về với ông nào có cái tâm tư tình cảm? Tôi nói thẳng với chị nè, nếu mà chồng chị sẽ thích người khác chứ không phải thích bà đó. Tôi hỏi chị có đúng không? Thì chị mới nói là nếu mà chị phải ghen thì chị phải ghen với một cái đối tượng khác. Vậy là chứng tỏ chồng chị cũng được một người phụ nữ nào đó thích, và chồng chị cũng thích người phụ nữ đó chứ không phải thích bà vợ cũ nữa. Thế nên cái chuyện mà chị nhường chồng chị cho cái người đàn bà đó dường như là vô lý. Cái này là không khả thi, nên chị đừng có suy nghĩ làm chi cho nó mất thời gian và chẳng có lợi ích gì cho cái vấn đề của chị hết, chị hiểu không? Nên là chị cần phải sống thực tế. Chị và chồng chị hạnh phúc trong thế giới của hai người là được rồi. Chị đừng có quan tâm đến người vợ cũ. Chị nghĩ rằng người vợ cũ bị quả báo bởi vì tính nóng giận, giống như cái cách tôi phân tích và chia sẻ, thì chị tìm ra cái lối thoát và cảm thấy bớt đau khổ hơn. Tại vì chị nghĩ là người phụ nữ đó khinh chồng, nóng giận, hồ đồ, hấp tấp, đang yêu chồng mà bỏ chồng rồi cảm thấy hối hận sau khi bỏ chồng, nhưng người đàn ông đó không quay trở về, nên người phụ nữ đó rất là hối tiếc, tức giận và luôn luôn muốn tấn công cái người chồng cũ của chị. Tôi thấy rằng người phụ nữ đó chưa hề có dấu hiệu gì tấn công chồng cũ của chị hết, à chồng hiện tại của chị hết. Người ta chỉ về thăm mẹ chồng của người ta vì những đứa cháu, vì những đứa con, nó vẫn còn các sợi dây không thể nào đứt được. Và cho dù cái người phụ nữ đó có về thăm gọi là chị em bạn dâu cũ của họ đi thì cũng không liên quan gì đến chị hết á. Tại vì chị thấy rằng người phụ nữ đó đang liên hệ với những người thân bên chồng, làm cho chị có cảm giác sợ hãi hay sao? Khi mà chị cảm thấy sợ hãi như vậy, chứng tỏ là chị không tự tin vào cái tình cảm của chị với người đàn ông đó hay sao? Hôn nhân của chị là chỉ có chị với người đàn ông đó thôi. Cho dù mẹ chồng có ghét chị hay thích chị nữa, mà chồng chị á là cái người không thương chị, thì chị cũng không có một cái gia đình hạnh phúc với cái người đàn ông đó. Và khi mà chị cần phải hiểu vấn đề này, sống xa nhau là một cái điều rất bất lợi trong hôn nhân. Tuy nhiên trong cái tình huống của chị thì chị nói là ở cái hoàn cảnh của chị không thay đổi được thì tùy chị thôi. Nhưng mà người ta muốn kết hôn để sống gần nhau, sống xa nhau thì rất là nhiều cái điều tiếng cám dỗ nó sẽ tới tai của chị. Quan trọng là chị có quản lý tâm của chị tốt hay không. Cuộc sống của chị lo, chị sống với chị đi. Nếu mà chị cảm thấy áy náy, cắn rứt lương tâm á, là vấn đề chị khi mà chị biết rõ mình là người thứ ba mà mình vẫn cố lao vào thì mình mới áy náy cắn rứt. Còn cái người đàn bà kia, chính bản thân người ta cũng nóng giận, người ta không giữ được gia đình nên mới khiến cho người đàn ông đi ngoại tình. Chứ không phải là vì quá yêu chị mà anh ta bỏ gia đình. Bởi vì vấn đề chính yếu là người đàn ông đó sai ở một cái chỗ là bỏ vợ đi rồi hẳn đi tìm bồ. Đằng này trong cái lúc chưa bỏ được vợ đã tìm một cái nơi gọi là cái bánh xe dự bị sẵn rồi. Có cái bánh xe dự bị đó tôi mới về tôi bỏ vợ. Còn nếu không có cái bánh xe này tôi không dám bỏ vợ. Thì cái người đàn ông đó thật sự là có sai lầm trong cái vấn đề đó. Và đưa chị vào cái thế bánh xe dự bị để chờ khi nào về bỏ vợ là quay lại với chị là chắc chắn là chị vẫn đợi. Và cái cách hành xử như chị á, khi mà biết cái người đàn ông đó có vợ, dứt khoát chia tay với người đàn ông đó bởi vì không có muốn làm người thứ ba. Và đó chính là cái cách đúng nhất mà người thứ ba nên làm. Vì sao? Vì khi làm như vậy, nếu mà người đàn ông kia thực sự mà ở với bà vợ không nổi và họ là một cái mối quan hệ đã vỡ, thì họ là người đàn ông rõ ràng họ cắt đứt cái mối quan hệ với vợ và họ sẽ chọn người thứ ba này. Đây là cái cách mà người thứ ba làm và hành xử đúng nhất. Vì cái cách đó sẽ kích làm cho người đàn ông bỏ vợ, chứ không phải là cái việc mà bạn trù quớn, xúi dục người đàn ông bỏ vợ để người đàn ông bỏ vợ. Nhưng mà khi người đàn ông nó quay trở về với vợ mà không xây dựng được hạnh phúc với vợ thì tự nhiên anh ta sẽ muốn chấm dứt cái điều anh ta không thể tiếp tục được và sẽ đến với người thứ ba. Đó là lẽ đương nhiên. Đây là một cái video thật sự rất là đắng cho những người vợ. Khi mà họ không đủ cái sự bình tĩnh thì họ sẽ không hiểu được những cái vấn đề thuộc về tâm lý của đàn ông. Và khi mà họ là một người đàn bà mà cay đắng, cay nghiệt trong tình cảm thì họ thực tế là rất là cứng đầu và cố chấp trong cái suy nghĩ của mình. Tuy nhiên những cái nhận định của họ hoàn toàn không đúng và không có hiểu về tâm lý đàn ông. Do đó họ không biết cách hành xử đúng nhất. Có rất là nhiều người đàn bà cho rằng mình không cần đàn ông, mình khinh thường người đàn ông. Nếu mà bạn khinh thường người đàn ông vậy tại sao bạn còn sống với người đàn ông? Và bạn khinh thường người đàn ông đến một mức mà người ta chán ghét mình và người ta tìm đến một đối tượng khác. Vậy thì sau khi mà bạn ly hôn với họ, bạn phủi bỏ họ, tại sao bạn còn phải hối hận? Chứng tỏ là bạn khinh nhưng mà bạn lại yêu cái kẻ mà bạn khinh. Bạn tự cho rằng bạn cao hơn người khác. Đấy là những vấn đề mà những người phụ nữ sẽ cảm thấy rất là hối hận sau khi mà ly hôn, chưa sống một cách bình tĩnh, chưa sống một cách vững chãi, chưa sống với cái sự bao dung và đứng ở một cái góc độ tốt đẹp hơn để nhìn về mối quan hệ của mình, để chỉnh sửa những vấn đề khi mà đang nan giải. Khi mà
mối quan hệ bị vỡ, khi mà một mối quan hệ mà bị khúc mắc nhiều vấn đề xung đột mà họ không bình tĩnh và họ không thể nào bao dung được á, thì đa phần đẩy người đàn ông đến cái bến bờ gọi là ly hôn, tan vỡ cái cuộc hôn nhân đó. Người đàn ông ngoại tình á, chưa có nghĩa là người đàn ông sẽ ly hôn, nhưng mà thái độ của người vợ nó đẩy người đàn ông đến một cái quyết định là phải ly hôn với người đàn bà đó. Thì đây là một cái video tôi nghĩ là các bạn phải nên thận trọng. Tuy nhiên, chị bây giờ đang là vợ hợp pháp, vợ hiện thời, thì tôi nghĩ rằng chị không nên quan tâm đến cái người phụ nữ là vợ cũ kia. Nếu mà nói rằng người vợ kia bị quả báo vì quyết định sai lầm, để mà bây giờ cứ phải đeo bám cái người đàn ông gọi là chồng cũ, nhưng mà cũng không có muốn lụy và tỏ ra mình cần chồng, thì tôi nói thật với bạn, chị này này, có thể là nhiều khi chị suy diễn á. Nhiều khi chị suy diễn, chị nghĩ rằng cái người vợ đó, người ta bây giờ không lấy chồng là người ta bất hạnh, người ta khổ đau, người ta muốn tìm về. Nhưng thật ra là họ đi về với con của họ, rồi họ gặp gỡ những người khác thôi, chứ không phải là họ tấn công chồng của chị đâu. Thế nên là chị đừng có suy diễn đến một mức là về già chị chấp nhận một ông hay bà, mà mình có biết chừng là chồng của chị quen người khác, chấp nhận yêu người khác nữa, thì ngay cả bản thân chị cũng không giữ được chồng. Chứ đừng có nói là chị cho phép chồng chị quay về với cái người đàn bà đó. Người đàn ông khi mà người ta ngoại tình, người ta không cần phải nói và không cần chị phải cho phép. Chỉ cần chị và người đàn ông đó không có sự kết nối, không yêu thương nhau, không hòa hợp, thì tự nhiên người đàn ông đó sẽ muốn thay đổi, muốn đi tìm một cái nơi gọi là một cái lối exit, một cái chỗ dựa khác. Thế nên là chị chỉ có được hạnh phúc khi chị vun đắp với người đàn ông đó thôi. Nên là mình chẳng có việc gì mà phải quan tâm đến người vợ cũ của anh ta. Đó là những vấn đề thuộc về quá khứ. Và anh ta không bận tâm thì chị bận tâm làm gì? Nếu mà chị cứ luôn phải xem Facebook của người đàn bà đó, chị quan tâm đến người đàn bà đó, chị lấy người đàn bà đó, hoặc là chị lấy người đàn bà đó là tâm điểm cho hàng ngày của chị, hoặc là chị nghiện người đàn bà đó, tức là chị phải quan tâm đến họ, chị phải xem xét đến họ, thì chị cần phải là cắt cơn nghiện đó đi. Chị đang nghiện những cái điều tiêu cực đấy. Cuộc sống của chị với chồng của chị không có bất an hạnh phúc, mà tự nhiên chị nghĩ về người đàn bà đó, chị lo lắng, chị suy diễn là về già, chị thế này, thế nọ, thế kia, người đàn bà đó đáng thương tội nghiệp. Chị mới là cái người đáng thương tội nghiệp đó. Tại vì sao? Chị sống trong hạnh phúc mà chị không được hạnh phúc thì chị mới thật sự là người bất hạnh phúc. Đó. Thế nên là chị đừng có đưa những cái vấn đề không cần thiết vào trong cuộc sống của mình, để rồi biến mình trở thành cái người bất an trong cái cuộc hôn nhân của mình. Bây giờ không biết là hai người đó đã có vấn đề gì với nhau, giải quyết như thế nào mà cuối cùng chị bây giờ đã trở thành vợ của người đàn ông đó, thì chị duy trì cái cuộc hôn nhân đó theo cái cách tốt nhất vận hành của chị. Chị lái xe của chị thì chị lo tập trung vào cái xe lái và vô lăng của chị. Chị đừng có ngó sang cái xe của người khác, kẻo mà cái xe này của chị nó lái không được, chị hiểu không? Chị đang lái cái xe bon bon trên đường này, chị cứ đía đía, ô cái con kia không biết nó lái xe sao, nó ngoắc ngoắc, cuối cùng chính xe chị sẽ bị lệch đường. Chị hiểu em nói không? Đó là những cái vấn đề em muốn chia sẻ cùng với chị. Mình không có nên quan tâm, và mình không có thể nào can thiệp, và mình không thể nào chỉnh sửa được người khác. Bản thân người vợ kia cũng không coi chị là một cái đối tượng gọi là tình địch, hoặc là chị không xứng đáng, xứng tầm với bà để bà phải nói chuyện với chị. Đến tận bây giờ bà cũng không thèm nói chuyện với chị trực tiếp. Bà chỉ có chửi đổng người đàn ông là chồng của chị với một cái lẽ nào đó thôi, chứ người ta không có dám, hoặc là người ta không thèm nói chuyện với chị luôn. Thì chứng tỏ là chị cũng đừng có đặt mình ở cái vị thế thắng thua. Chị thắng hay thua mà người phụ nữ đó ở trong cái trạng thái cay tức là người đàn bà đó vẫn chưa thể nào mà thoát được những cái sự khổ đau. Người đàn ông á, người ta quyết định cách rõ ràng, người ta chấm dứt là xong rồi. Chỉ có người đàn bà chậm tiêu, tối dạ, lâu hiểu mới cố chấp vào cái điều như thế thôi. Chị thấy á, đàn ông sau khi bỏ vợ lấy vợ khác, sống phà phà, thậm chí lấy vợ mà còn có bồ khác nữa. Chứ người ta chẳng có phải đoái hoài đến người vợ cũ đâu. Thế nên là phụ nữ cũng đừng có mang cái tư duy mà giống hệt như là trời ơi chắc là hả tình cũ tôi hả với ông mấy chục năm rồi, thế nào ông cũng đôi khi nghĩ đến tôi. Trời đất ơi, đừng có mang cái tư duy đó mà tự làm khổ bản thân mình. Đừng có huyễn hoặc, đừng có tưởng tượng đó, suy diễn mà không có một cái chút gì gọi là căn cứ cơ sở. Nếu mà chị lo sợ rằng người đàn bà đó quay trở về với chồng chị, vậy người đàn bà đó có gặp chồng chị, năn nỉ chồng chị chưa? Có nói bóng nói gió với mấy người đàn bà mà họ gặp, chẳng hạn như là người thân bên chồng, là vun đắp cho em quay về với anh không? Cái người đàn bà đó không hề làm như vậy, không hề nói như vậy. Tại sao chị nghĩ như vậy nhỉ? Đấy, tôi nói cho chị nghe vậy. Tôi ly hôn chồng cũ tôi nha, tôi vẫn đi chơi với mẹ chồng cũ tôi, tôi vẫn gặp em bạn dâu của tôi vẫn nói chuyện với em chồng của tôi. Nhưng mà tôi đâu có gặp chồng của tôi, và tôi cũng đâu gặp người đàn bà kia đâu. Chị hiểu không?
đâu có nghĩa là tôi muốn quay về với họ, chẳng qua tôi đi lại, bởi sao con tôi ở nhà đó, con tôi ở với nội của nó, con tôi nói chuyện với bà nội của nó, lâu lâu đến nhà chơi đó, thì tôi chọn cái nơi đó là nơi tôi thường hay đến, chứ chẳng lẽ tôi đến nhà riêng của chồng cũ của tôi với cái người đó sao? Chị phải hiểu vấn đề đây. Tôi bản thân tôi cũng nói thẳng, tôi cũng đâu có muốn quay về với chồng cũ của tôi đâu. Thế nên là chị đừng có tưởng là người ta đi lại với gia đình chồng cũ của họ là họ muốn quay về với chồng cũ của chị nha. Tôi chưa bao giờ có ý định là quay trở về với cái người cũ hết á. Thế nên chị cứ nhìn vào tôi, chị thấy rằng tôi chưa có bao giờ có cái ý định quay về với chồng cũ. Thì chị cũng nhìn thấy người đàn bà đó thông qua tôi. Tôi cũng thường xuyên về thăm người đó, rồi thăm gia đình cũ của người đó, chứ tôi không thăm người đó. Vậy thì đâu có nói lên là cái ý định tôi muốn quay về với người đó đâu. Chẳng qua tôi tốt với người này, tôi vẫn là người tốt. Thì sau khi ly hôn tôi vẫn là người tốt, chứ chẳng lẽ tôi phải biến thành một cái người coi như lật mặt. Tại vì con tôi vẫn là cháu của bà đó mà. Tôi phải về thăm bà đó với tư cách là nó cần bà nội. Thì tôi xem người đó như là một cái người mà mẹ chồng cũ, thì tôi thăm có sao đâu. Tôi nói chuyện với em bạn dâu cũ của tôi có sao đâu. Không có liên quan. Đó, nên chị phải có cái tư duy thoáng ra, còn không mà mình cứ quẩn quẩn vào cái chuyện đó là chị đang ghen với cái người đàn bà đó. Trong khi đó chị không tập trung vào cái cuộc hôn nhân của chị mà chị cứ mơ mơ tưởng tưởng những cái gì không có cần thiết cho cái cuộc hôn nhân của mình á, là coi chừng á là đang lái xe trên đường mà cứ đía người ta rồi cuối cùng mình lộn nhào. Đó là những cái vấn đề em muốn chia sẻ cùng với chị nhé. Rất là cảm ơn chị đã chọn tôi là người tư vấn. Xin chào và rất cảm ơn các bạn đã tin tưởng chọn tôi và tư vấn trong những cái tình huống khúc mắc của các bạn. Tôi tin rằng ngày hôm nay nói chuyện với chị đã thông não. Chị nhé. Xin chào và rất cảm ơn.